Xin chào các bạn. Hệ thống giảm xóc đối với các xe cơ giới là một hệ thống cực kỳ quan trọng. Nó giúp giữ cho thân xe ổn định, qua đó giúp cho người ngồi trên xe cảm thấy dễ chịu. Một hệ thống giảm xóc thường gồm hai phần chính, đó là lò xo giảm chấn và thanh giảm xóc. Khi xe chạy trên mặt đường gồ ghề thì bánh xe có khi bị nảy lên hoặc là bị thập xuống, thì lò xo giảm chấn sẽ nhận các cái chấn động này qua dạng năng lượng đàn hồi và sẽ truyền dần cho thân xe. Tuy nhiên, nếu để lò xo giảm chấn dao động tự do thì thân xe sẽ dao động trong một thời gian dài, gây cảm giác mệt mỏi và khó kiểm soát trong việc điều khiển xe. Vì vậy mà thanh giảm xóc sẽ hấp thụ và triệt tiêu các cái dao động tự do không cần thiết của lò xo giảm chấn, giúp cho thân xe nhanh chóng trở về trạng thái ổn định. Giảm xóc dầu xuất hiện cách đây khá lâu và dần trở nên phổ biến bởi các cái ưu điểm được thể hiện: giá thành rẻ, tính ổn định cao và dễ dàng bảo dưỡng sửa chữa. Ngày nay thì từ những chiếc xe đạp địa hình cho đến những chiếc ô tô hay là mô tô đua ở những giải đua chuyên nghiệp thì đều thấy xuất hiện các cái thanh giảm xóc thủy lực hay là giảm xóc dầu. Giảm xóc dầu về cơ bản thì được chia làm hai loại, đó là giảm xóc ống đơn monotube và giảm xóc ống đôi twin tube. Sau đây mình sẽ trình bày cấu tạo, hoạt động cũng như là những ưu nhược điểm của từng loại. Giảm xóc ống đơn monotube là loại giảm xóc có một xi lanh. Bên trong xi lanh này được ngăn làm hai phần, một phần chứa khí nén ở áp suất cao và phần kia chứa dầu. Hai phần này được ngăn cách bởi một piston kín có thể dịch chuyển tự do. Trong khoang piston chứa dầu, ti giảm xóc có gắn với một piston. Trên thân piston này có các van một chiều. Những van này là các cái lá xin ghép chồng lên nhau và nó sẽ cho dầu chạy qua theo một chiều nhất định. Các van này sẽ cho dầu chạy qua lại khi mà ti dịch chuyển lên xuống, làm piston trượt trong xi lanh. Bên trên xi lanh là các cái ron và phốt để giữ cho dầu không thoát ra ngoài. Hai đầu của giảm xóc là hai phần khoen tròn được lót ron cao su để kết nối giảm xóc với thân xe và càng gắn với bánh xe. Về hoạt động thì ở giai đoạn nén thì ti của giảm xóc đi xuống đẩy cho piston nén xuống và ép dầu đi qua các cái van một chiều ở trên piston chảy dồn lên trên. Đồng thời dầu bị ép cũng nén cái piston tự do để nó ép xuống khí, làm cho cái khí trong khoang bị nén nhiều hơn. Vì dầu bị ép chảy qua piston bởi các van một chiều cũng như nén lên khoang khí nén, cho nên phát sinh lực cản và làm cho cái ti của giảm xóc bị cản trở chuyển động chậm lại. Ở giai đoạn hồi, ti của giảm xóc đi lên và kéo cho piston dịch chuyển đi lên, ép dầu bên trên chảy qua các cái van một chiều đi xuống và đồng thời kéo cái phần dầu bên dưới piston, làm cho phần dầu này tác động lên piston tự do, làm cho khí giãn ra. Như vậy, lực cản của dầu tác động lên piston làm cho cái ti của giảm xóc chuyển động lên cũng bị chậm lại. Như vậy, quá trình nén và quá trình hồi về của ti giảm xóc đều bị cản trở bởi lực cản của dầu. Nhờ quá trình cản trở này mà dao động của khung xe được triệt tiêu nhanh chóng, và năng lượng này nó sẽ chuyển thành năng lượng nhiệt của dầu ở trong giảm xóc. Về ưu điểm thì giảm xóc ống đơn nhờ sự kết hợp cản trở chuyển động của thủy lực là dầu và khí nén, cho nên giảm xóc ống đơn dập tắt dao động nhanh chóng hơn, làm cho xe hoạt động nhịp nhàng hơn. Cùng một kích thước giảm xóc, người ta có thể tạo được piston ép dầu lớn hơn, có nghĩa là hấp thụ lực chấn động tốt hơn. Do áp lực piston tạo ra lớn cho nên là trong quá trình chuyển động của piston thì việc sủi bọt vào trong dầu cũng hạn chế rất nhiều, cho nên dầu nó sẽ lâu bị lão hóa hơn. Nhờ dầu tiếp xúc trực tiếp với lại thành của xi lanh kim loại
và được làm mát bởi không khí bao xung quanh, cho nên giảm sóc nhanh chóng được làm mát hơn so với loại ống đôi. Về nhược điểm thì giá thành sản xuất của loại giảm sóc ống đơn sẽ cao hơn do những cái phức tạp khi chế tạo các ron, phốt và cái vật liệu, bởi vì dầu và khí tạo ra áp suất lớn lên trên các bộ phận này. Một nhược điểm nữa là do chỉ có một xi lanh, cho nên phần tiếp xúc để mà kìm giữ ti của giảm sóc sẽ không tốt bằng giảm sóc ống đôi. Cho nên về độ bền thì giảm sóc ống đơn sẽ kém hơn giảm sóc ống đôi. Giảm sóc ống đôi, twin tip. Về cấu tạo thì là giảm sóc ống đôi, có nghĩa là sự lồng ghép giữa hai cái xi lanh vào nhau và được nối với nhau ở đáy của xi lanh. Ở nơi tiếp giáp này, người ta bố trí các cái van một chiều sao cho dầu có thể lưu thông qua lại giữa khoang ở bên trong xi lanh nhỏ và cái khoang giới hạn bởi hai cái xi lanh. Bên trong xi lanh nhỏ thì có một cái bít tông được gắn vào đầu của ti giảm sóc, và trên bít tông này cũng được bố trí các cái van một chiều hoạt động ngược pha với nhau. Dầu được đổ đầy vào khoang của xi lanh nhỏ và sẽ tràn một ít ra khoảng giới hạn giữa hai xi lanh. Khoảng trống bên trên ở cái khoang giới hạn này sẽ là chân không hoặc là không khí. Khi hoạt động ở giai đoạn nén, ti giảm sóc sẽ đi xuống và đẩy cái bít tông đi xuống ép dầu. Thì khi dầu bị ép, một phần nó sẽ luồn qua các cái van ở trên bít tông để đi lên, và một phần sẽ luồn qua các van một chiều ở đáy xi lanh và đi ra khoang giới hạn bởi hai xi lanh. Như vậy thì dầu nó sẽ thoát đi theo hai đường, là đi lên trên bít tông và đi ra cái khoang trống giữa hai xi lanh. Ở giai đoạn hồi, ti của giảm sóc có xu hướng đi lên, và khi bít tông đi lên thì nó sẽ ép dầu ở cái phần bên trên nó, và dầu nó sẽ luồn qua các van một chiều đi xuống. Đồng thời khi mà bít tông đi lên, nó sẽ rút cái phần dầu ở khoảng trống giữa hai xi lanh đi ngược trở lại vào trong cái xi lanh ở giữa. Như vậy, nhờ chuyển động của dầu tạo ma sát nhớt mà chuyển động của ti giảm sóc bị cản trở và giúp cho cái thân xe nhanh chóng trở về trạng thái ổn định. Những cái dao động của khung xe bị dập tắt này sẽ chuyển thành năng lượng nhiệt của dầu. Về ưu điểm, giảm sóc ống đôi thường được thiết kế kích thước của bít tông nhỏ hơn, đồng thời không có cái áp lực do khí nén tạo ra nên áp lực dầu lên các cái ron phốt cũng nhỏ. Chính vì vậy mà chi phí cho việc sản xuất các ron phốt cũng như gia công sẽ giảm xuống. Giảm sóc ống đôi giá thành thấp hơn so với giảm sóc ống đơn. Đồng thời các vị trí kìm giữ của xi lanh đối với lại ti giảm sóc nó nhiều hơn, cho nên giảm sóc ống đôi bền hơn so với giảm sóc ống đơn. Một cái lợi thế nữa của giảm sóc ống đôi đó là hành trình của ti giảm sóc nó sẽ dài hơn do nó không bị giới hạn bởi cái khoang khí nén. Về nhược điểm thì giảm sóc ống đôi nó hấp thụ chấn động kém hơn do là chỉ giảm chấn bởi thủy lực, bởi dầu chứ không có sự tham gia của khí nén. Một nhược điểm nữa là khi nhiệt hình thành làm nóng dầu thì nhiệt khó thất thoát ra bên ngoài bởi một cái lớp áo dầu và khí ở khoảng trống giữa hai xi lanh. Một nhược điểm nữa của giảm sóc ống đôi đó là do có sự tiếp xúc trực tiếp giữa dầu và khí ở áp suất không cao, cho nên khi hoạt động thì có sự sụt khí giữa dầu và khí liên tục, làm nhanh chóng giảm chất lượng của dầu, dẫn tới giảm tuổi thọ của giảm sóc. Chính vì những nhược điểm này mà giảm sóc ống đôi thường chỉ được lắp đặt ở những cái xe cỡ nhỏ và hoạt động ở những điều kiện không quá khắc nghiệt như chạy trong phố. Còn giảm sóc ống đơn thì với những ưu điểm có thể chịu được áp lực cao, giảm chấn tốt, tản nhiệt tốt, cho nên thường được lắp đặt trên những xe có điều kiện vận hành khắc nghiệt hơn, như là những xe đua hay là những xe chạy trên địa hình off-road, vân vân. Vừa rồi là trình bày của mình về cấu tạo cũng như ưu nhược điểm của giảm sóc ống đơn và ống đôi.
Thì dựa vào cấu tạo cơ bản của hai cái loại giảm xóc này cũng như các ưu nhược điểm mà càng về sau người ta sẽ có những cái biến thể, những sự kết hợp để cho ra những loại giảm xóc thỏa mãn những cái yêu cầu đối với cái dòng xe mà người ta sản xuất. Chẳng hạn như đối với giảm xóc sau của xe máy phổ thông, chẳng hạn như quay, rim, Sirius, v.v. thì giảm xóc được thiết kế tối giản và tận dụng những cái ưu điểm của cả hai loại giảm xóc ống đơn và ống đôi để cho ra một cái loại giảm xóc sử dụng phổ thông với những cái tính ưu việt. Về cấu tạo giảm xóc sau của các xe phổ thông là giảm xóc ống đơn với cái đường kính của bít tông nhỏ lại, bởi vì nhu cầu về chịu tải không cần phải lớn. Đồng thời trên giảm xóc phổ thông của xe máy thì người ta cũng không bố trí khoang chứa khí nén. Như vậy thì giảm xóc trên xe phổ thông vừa đảm bảo là thiết kế đơn giản, tính hấp thụ chấn động ở mức chấp nhận được và khả năng tản nhiệt cũng cao do thiết kế ống đơn. Riêng đối với hai dòng xe thể thao phổ thông đa dụng Winner và Exciter thì người ta thiết kế giảm xóc sau là giảm xóc ống đôi và đường kính của bít tông được làm lớn ra để tăng tính chịu lực. Như vậy, thiết kế của giảm xóc sau của hai dòng xe này thì vừa đảm bảo là tính chịu lực cũng như hấp thụ chấn động ở mức chấp nhận được và tiết kiệm chi phí, làm giảm giá thành xe, đồng thời cũng dễ bảo dưỡng và sửa chữa. Tuy nhiên, với cái thiết kế ống đôi như vậy thì những cái nhược điểm của thiết kế ống đôi làm cho hai dòng xe này thực sự khó lòng để đua chuyên nghiệp hoặc là hoạt động ở những điều kiện khắc nghiệt liên tục, bởi vì sẽ nhanh chóng làm giảm tuổi thọ của giảm xóc. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về hai loại giảm xóc dầu cơ bản cũng như cấu tạo của những loại giảm xóc được đem áp dụng lên dòng xe cơ bản hoặc là dòng xe thể thao đa dụng Winner và Exciter. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.